Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại cùng tất cả các bạn cho chuyên mục chăm sóc sức khỏe ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng Trang tìm hiểu về vấn đề uống nước ngải cứu tươi thì có tác dụng gì. Thì Trang có hai phần chính muốn gọi đến bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về uống nước ngải cứu tươi thì có tác dụng gì. Thứ hai, những lưu ý khi bạn sử dụng. Nếu như bạn thật sự quan tâm về vấn đề này thì hãy tham khảo hết video mà Trang chia sẻ ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, ngải cứu thì dường như khá quen thuộc đối với tất cả các bạn rồi đúng không ạ? Và các bạn cũng nghe nhiều về việc ngải cứu là một trong những cái vị thuốc dùng trong quá trình chăm sóc sức khỏe hay là quá trình làm đẹp hoặc đơn giản là chúng ta chế biến những món ăn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cùng với Trang qua phần đầu tiên. Uống nước ngải cứu tươi thì có tác dụng gì? Sử dụng ngải cứu đúng cách sẽ mang đến cho bạn những cái tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe cũng như hiệu quả làm đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu điểm danh qua cái tác dụng đầu tiên từ ngải cứu tươi với Trang. Đó chính là trị ho, giải cảm và giảm đau đầu. Có hai cách để bạn áp dụng. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ nấu nước để xong. Bạn sẽ chuẩn bị cho Trang 100g ngải cứu tươi, 100g lá bưởi và 100g lá khuynh diệp. Chúng ta sẽ nấu trong 2 lít nước, đun trong vòng 20 phút và bạn lấy nước này để xong thì nó sẽ giúp cho bạn giải cảm và giảm đau đầu cực kỳ tốt, bởi vì ngải cứu thì có tính ấm, kết hợp cùng với một số tinh dầu của lá bưởi và khuynh diệp thì sẽ mang đến cái hiệu quả sát khuẩn đường hô hấp trên, giải cảm cho tất cả các bạn tốt hơn. Cách thứ hai đó chính là chúng ta sẽ sử dụng 100g ngải cứu, 100g húng chanh, 100g tía tô và kết hợp cùng với 50g sả. Bạn nấu với 0,5 lít nước, còn lại 100ml nước chúng ta sẽ chia làm 3 lần, uống trong vòng 5 ngày thì sẽ giúp cho bạn giải cảm, trị ho một cách hiệu quả nhất. Nhớ là 100ml nước đó chúng ta sẽ uống 3 lần trên một ngày và chúng ta uống liên tục trong vòng 5 ngày như vậy thì sẽ giúp cho bạn điều trị ho, giải cảm, giảm đau đầu hiệu quả. Tiếp đến đó chính là chúng ta sẽ sử dụng lá ngải cứu tươi để đắp vết thương, hoặc là bạn sử dụng lá ngải cứu tươi đó để chúng ta điều trị rôm sảy ở trẻ em. Chúng ta chỉ cần giã nát, hoặc là bạn giã nát xong vắt lấy nước thấm vào bông hoặc là cái gạt sạch đó để thoa lên người của trẻ nè, trên những cái gót rôm sảy đó, và sau đó tắm lại cùng với nước sạch thì nó sẽ giúp điều trị rôm sảy một cách tốt hơn. Thứ ba đó chính là bạn sẽ sử dụng ngải cứu trong việc hỗ trợ điều trị viêm khớp, nhất là những cái dạng viêm khớp dạng thấp, đau thần kinh tọ hay là các vấn đề về khớp ở người lớn tuổi đó, thì chúng ta sẽ kết hợp ngải cứu thêm một số vị thuốc nữa. Cái này thì bạn phải tham khảo ý kiến của các lương y rồi. Tiếp đến đó chính là ngải cứu còn giúp cho bạn giảm đi mỡ bụng một cách tốt nhất. Ở đây thì thông thường mọi người sẽ sử dụng ngải cứu tươi, đem phơi khô hoặc là xào vàng lên cùng với muối hột đó. Thì khi bạn tắp, bạn chườm bụng, có kết hợp thêm gừng nữa, tùy theo những cái túi thảo dược mà bạn dùng. Thì nó sẽ giúp cho bạn làm săn chắc khối cơ vùng bụng sau khi sinh, tan mỡ bụng cực kỳ hiệu quả. Tiếp đến đó chính là một cái tác dụng mà ngải cứu tươi mang đến cho tất cả các bạn, đó chính là hỗ trợ trong việc giảm đau bụng kinh cực kỳ tốt, nhất là những ai sắp đến ngày đau bụng kinh hoặc là gần đến ngày hành kinh đó, bạn có thể sắc lấy nước uống trước 1 tuần, hoặc là trong cái quá trình hành kinh bạn có thể uống để giảm đi cái tình trạng đau bụng kinh và điều hòa khí huyết một cách tốt nhất. Nhớ là uống ít thôi các bạn nhé. Chúng ta cũng sắc lá ngải cứu tươi 100g đó, sắc cùng với 0,5 lít nước, còn lại 100ml, uống mỗi ngày 3 lần và chúng ta có thể cho thêm đường vào để giảm đi cái độ đắng. Hoặc là các bạn có thể sử dụng ngải cứu để hoạt huyết, có nghĩa là hỗ trợ điều trị tuần hoàn máu não một cách tốt nhất. Nói chung có rất nhiều những phương pháp khi các bạn sử dụng ngải cứu tươi trong việc hỗ trợ điều trị bệnh Hoặc là bạn có thể dùng lá ngải cứu tươi giã nát ra làm mặt nạ đắp mặt mỗi tuần 2 lần thì nó sẽ giúp cho da của bạn trở nên mịn màng và hồng hào hơn. Và phần thứ hai, những lưu ý khi sử dụng ngải cứu tươi. Sau đây là những lưu ý các bạn có thể tham khảo để biết thêm cho mình. Đó chính là nếu như bạn dùng ngải cứu tươi để điều trị đau đầu thì bạn có thể kết hợp cùng với trứng. Chúng ta xắt nhỏ ngải cứu tươi ra và cho vào trứng đánh lên và bạn chiên, bạn rán lên đó để ăn, hỗ trợ điều trị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt cực kỳ tốt. Và cái món này cực kỳ giàu hàm lượng protein, choline và adenin, tốt cho quá trình giảm đi cái triệu chứng đau đầu, căng thẳng thần kinh. Hoặc là bạn có thể nấu cháo ngải cứu tươi cùng với gạo tẻ, hoặc đơn giản hơn nữa là chúng ta hầm với gà thì cực kỳ tốt, đặc biệt là gà ác, hầm với lá ngải cứu và một số những cái vị thuốc nữa đó, thì sẽ mang đến cho bạn một cái món ăn vừa bổ dưỡng vừa tốt cho sức khỏe. Như vậy là các bạn đã biết thêm một số những món ăn chế biến từ ngải cứu. Lưu ý là phụ nữ có thai không sử dụng các món ăn có ngải cứu nè, cũng như là bạn gặp vấn đề về hệ thần kinh thì không nên sử dụng, bởi vì nó sẽ kích thích làm cho cái quá trình hưng phấn ở hệ thần kinh của các bạn, làm nghiêm trọng hơn cái vấn đề cũng như là dẫn đến co giật. Và nhớ là sử dụng tinh dầu ngải cứu nếu như không dùng hợp lý thì sẽ dẫn đến hại cho gan và thận. Nói chung, sử dụng đúng thì sẽ mang đến hiệu quả tốt nhất, và trước khi sử dụng thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc các lương y trước khi dùng các bạn nhé. Và video này chỉ mang tính chất tham khảo, Trang không đưa ra bất kỳ chuẩn đoán hay thay thế phương pháp điều trị y khoa nào. Nếu các bạn thấy video ngày hôm nay có ích đối với mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang, nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Địa chỉ website chính thức của Trang bạn có thể lên Google tìm kiếm nguyenthithuydtrang.com hoặc là dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.